Xin chào quý thầy cô và các bạn. Em là Quốc Anh, học sinh lớp 10 Văn, nhóm 1 của trường Trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh. Và hôm nay mọi người cùng tiến hành với nhóm em để làm tế bào nhân thực động vật nhé. Của giáo viên, bọn mình phải sử dụng các vật liệu tái chế, cho nên là nhóm của bọn mình đã lựa chọn sử dụng bìa cát tông để làm nên màng sinh chất. Đầu tiên là bọn mình sẽ cắt bìa cát tông ra thành một cái hình tròn lớn, làm thành cái đế ở bên dưới. Thì như vậy cái đế này sẽ tượng trưng cho cái màng sinh chất của bọn mình. Sau đó thì bọn mình cũng sử dụng thêm cái phần màu xanh ở bên ngoài của khẩu trang để mà dán lên, rồi sau đó dán thêm cả một lớp bông gòn nữa. Ngoài ra thì để tăng cái độ bắt mắt của mình cũng sử dụng thêm một số những cái que kem nhỏ để dán xung quanh, và như vậy nó cũng sẽ tượng trưng cho màng sinh chất luôn. Tuy nhiên thì yêu cầu của giáo viên từ ban đầu là phải sử dụng lên những vật liệu tái chế, cho nên là bọn mình chỉ sử dụng lên những cái que kem đã có sẵn để làm nên một cái phần nhỏ của màng sinh chất để tượng trưng thôi. Thì ở đây bọn mình cũng sẽ sử dụng bìa cát tông để làm luôn nha. Thì sau khi đã cắt thành hình và tô màu xong thì bọn mình cũng sẽ gắn cả cái phần nhân với nhân con vô. Xong rồi nha. Ở đây thì bọn mình sẽ sử dụng đất nặng để tạo ra hình của các ti thể. Xương tế bào thì bọn mình sẽ sử dụng tăm và tô màu lên. Bọn mình sẽ sử dụng giấy màu để làm nên lưới nội chất trơn và lưới nội chất hạt, cũng như là bộ máy Golgi. Thì sẽ dùng bút để tô lên ribosome, dùng xốp hạt để tượng trưng cho lysosome, đường vận chuyển của protein. Thì bọn mình quyết định sẽ sử dụng ống hút. Cùng nhau tìm hiểu về chức năng của các bộ phận trong tế bào nhân thực của động vật nha. Đầu tiên hãy cùng nhau tìm hiểu về lưới nội chất. Chức năng của lưới nội chất hạt là tổng hợp protein tiết ra ngoài tế bào, cũng như là các protein cấu tạo nên màng tế bào. Lưới nội chất trơn có đến rất nhiều loại enzyme tham gia vào quá trình tổng hợp lipid, chuyển hóa đường và phân hủy các chất độc hại đối với cơ thể. Còn ribosome là bào quang chuyên tổng hợp protein của tế bào. Về phần bộ máy Golgi thì ta có thể ví như là một phân xưởng lắp ráp, đóng gói và phân phối các sản phẩm của tế bào. Protein được tổng hợp từ ribosome trên lưới nội chất được gửi đến bộ máy Golgi bằng các túi tiết. Tại đây, chúng được gắn thêm các chất khác tạo nên các sản phẩm hoàn chỉnh, rồi bao gói vào trong các túi tiết để chuyển đến các nơi trong tế bào hoặc tiết ra khỏi tế bào. Ngoài ra thì chúng ta còn có cả ti thể,
Ở đây thì ta có thể ví ti thể như một nhà máy điện, cung cấp nguồn năng lượng chủ yếu của tế bào dưới dạng phân tử ATP. Ti thể chứa rất nhiều enzyme hô hấp tham gia vào quá trình chuyển hóa đường và các chất hữu cơ khác thành ATP, cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống của tế bào. Và cuối cùng thì không thể thiếu lysosome, bởi vì đây là một bào quang cũng có một lớp màng bao bọc với chức năng phân hủy các tế bào già, các tế bào bị tổn thương hay là không còn khả năng phục hồi nữa. Ngoài ra thì còn có các bào quang đã già và các đại phân tử như protein, acid nucleic, carbon hydrate và lipid. Như vậy chúng ta hoàn toàn có thể hiểu được vì sao người ta ví lysosome như một phân xưởng tái chế rác thải của tế bào.